ông ngã xuống làm gì à? Có kêu thử không? Anh thử đấm tôi đi. Cởi quần áo sao là sao? Sao sao? Sao là sao? Sao? Ông đánh tôi thử đi. Ủa tôi làm gì tôi phải quýnh ông? Ô, ông đánh lên tôi quýnh nè. Ô, ông trợn mắt lên làm gì? Ông trợn mắt lên làm gì? Ủa tôi đâu trợn mắt đâu, mắt tôi vậy đâu. Ồ, vậy hả? Ờ. Vậy ông trợn mắt lên làm gì? Tôi chả trợn mắt gì cả, tôi nói chuyện rất bình thường. Thế tôi cũng nói chuyện với anh rất là bình thường. Làm gì? Ờ, làm gì? Chẳng làm gì cả. Ờ, tôi cũng chả làm gì cả. Ồ. Ồ. Công an kiểu nói chuyện kiểu như vậy đúng không? Vâng. Rồi, vâng. Okay. Vâng ạ. À. Ờ. Công an là vậy. Đúng rồi, công an là vậy. Ờ. Sao nữa? Sao? Sao là sao? Sao là sao? Sao là sao? Sao là sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Làm sao gì? Bây giờ làm sao? À, bây giờ làm sao cái gì? Thì anh làm sao cái gì? Anh tôi muốn làm sao cái gì? Tôi thích cái gì cũng được hết á. Thì anh thích cái gì tôi chịu anh cái đó. Ờ. Ờ. Làm sao? Đang nói chuyện tự nhiên nghe. Đúng không? Bây giờ anh gạt tiền đánh nhau với tôi thì anh đánh tôi đi. Tôi đánh anh làm gì? Anh đánh để cho tôi quýnh à? Ờ. Anh đánh để cho tôi quýnh à? Ờ, anh đánh à? Ờ. Anh đéo anh đánh luôn đấy. Ôi, ai, ai, đang nói chuyện đàng hoàng, đừng có đéo đây nha. Anh đừng có đéo đây nha. Nha. Là cai rồi đó. Anh nói chuyện là anh bậy rồi đó. Anh bậy lắm rồi đó, anh đừng có đéo ở đây nha. Ờ, làm sao? Ờ, thì làm sao? Thì làm sao? Thì làm sao? Thì làm sao? Sao? Tôi nói nhỉ? Ê, anh đừng có chỉ. Tôi anh chỉ nữa làm sao? Sao? Tôi chỉ nữa làm sao? Anh làm gì anh chỉ tôi? Tôi chỉ làm sao? Thì sao? Cấm đoán gì cả. Ủa, xong cấm đoán gì anh? Chỉ bằng kia được không? Chỉ được không? Anh chỉ tôi thoải mái. Mà anh nhìn thấy là công an như vậy nói chuyện như vậy được không? Ủa tôi làm mày nói chuyện anh được. Bây giờ tôi làm nói chuyện anh được. Bây giờ cái nói chuyện anh không được. Bây giờ anh biến ra chỗ khác, tôi không làm. Tôi không làm biến. Ủa anh tổ công tác tôi ở đây, thấy không? Bây giờ tăng 4-5 người công tác, đúng không? Tăng bây giờ làm việc kiểu như được chưa? Làm gì anh là cái gì phải phục vụ anh? Không, thế thôi. Anh cũng chả là cái gì vậy? Anh chỉ đúng rồi. Không, tôi hơn anh một bậc là tôi là đại diện cho pháp luật á. Thì đại diện mà pháp luật cái kiểu mặt anh như vậy, cái kiểu nói chuyện tôi sao? Tôi đâu có nên là tôi nghĩ là nên phải học đại nhiều, không? Xin lỗi anh là anh đàng hoàng tử tế, tôi là dân đại học không à, anh hiểu không? Anh có biết mà nói chuyện như vậy hả? Ủa tôi nói chuyện với anh sao? Anh nhìn thấy không? Tôi đâu, nãy giờ tôi đâu ngồi, tôi nói chuyện với anh rất đàng hoàng, tôi đâu có chữ thể, đâu phải bằng đéo này đéo nọ với anh. Chỉ có người vô học với anh mới đéo này đéo nọ, đúng không? Tôi nói chuyện đàng hoàng nha. Tôi nói anh vô học ơi, vì anh mới đéo này đéo nọ với tụi tôi. Anh nói chuyện đàng hoàng nha. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng, anh đang xỉ nhục tôi nha. Anh đéo này đéo nọ với tôi, anh hiểu không? Vì anh đéo này đéo nọ, anh vô học với tôi á. Bây giờ làm sao bây giờ? Anh làm sao? Anh làm sao? Tôi đâu có làm gì anh đâu. Anh dí vào người tôi làm gì? Đấy nha, công an dí vào mặt người dân như vậy nha. Dí cái gì? Dí anh vào đúng không? Tôi đang ngồi bình thường như vậy, anh dí vào. Ủa anh ngồi ngồi, tôi đứng là tôi đứng. Bây giờ anh làm việc với tôi hay là anh này làm việc với tôi? Tổ công tác đang làm việc với anh. Anh nói mà bắn cả nước bọt vào mặt tôi. Tổ công tác đang làm việc được không? Được không? Tổ công tác đang làm việc anh nhổ nước bọt vào mặt tôi nhé. Anh phi vào mặt tôi rõ rồi. Chứ nãy giờ anh phi vào mặt tôi sao? Tôi ngồi dưới mà tôi phi vào mặt đó.